Chương 21 Ngươi không cần lại đi theo ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 21 Chương 21 Ngươi không cần lại đi theo ta, thấp hơn sinh vật chính là thấp hơn sinh vật, một điểm cảnh giác tính đều không có, thấy giống ta loại này lợi hại động vật bậc cao, ngươi còn không xa xa tránh đi, ngược lại đưa lên cửa đến, ngươi nói ngươi là không là ngại chán sống. Đi theo chủ nhân bên người, bởi vì thâm chịu chủ nhân sủng ái, hắc ưng địa vị luôn luôn đều là tài trí hơn người, chưa từng có người dám động nó mảy may, thật không ngờ hiện tại lại ở âm câu lý phiên thuyền, nhất thời tức giận đến trừng trừng một đôi hắc tỏa sáng đôi mắt cắt gao nhìn chầm chầm nam cung nạc nhi, hận không thể ở thân thể của nàng thượng trừng ra hai cái lỗ thủng đến. Trừng cái gì trừng? Tin hay không ta hiện tại liền đem tròng mắt ngươi đào ra phao uống rượu. Xem ra này con hắc ưng chẳng phải phổ thông loài chim, cư nhiên hiểu được trừng nhân, bất quá nó càng là như thế, nàng lại càng muốn đem nó ăn, nam cung nặc nhi đối với nó lộ ra một chút âm trầm quỷ dị tươi cười nói. Xem ở ngươi dinh dưỡng không sai phân thượng, đợi lát nữa ta tể của ngươi thời điểm, ta có thể lo lắng cho ngươi một cái thống khoái, hiện tại liền đi theo ta cùng nhau hồi phòng bếp đi. Nam Cung Nạc Nhi nói xong, liền mặt mang tươi cười dẫn theo hắc ưng chuẩn bị đi phòng bếp làm thịt nó, loại này không có ô nhiễm món ăn thôn quê, nàng thích nhất ngô ngô ngô. Đáng thương hát ưng giờ phút này nơi nào còn có trước kia uy phong, muốn gọi lại kêu không được. Cô nương, chậm đã. Ngay tại Nam Cung Nặc Nhi xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ nhẹ như phiêu yên bàn gió nhẹ lướt qua, đi theo một đạo trầm thấp có từ tính tiếng nói theo của nàng sau lưng truyền đến. Di, cái chui này trầm thấp có từ tính thanh âm nghe qua có chút quen thuộc nàng ở trong này nhận thức nhân cũng không nhiều, Nam Cung Nạc Nhi thân thể mạnh cứng ngắt một chút, đáng chết, cư nhiên là hắn, nàng hơi chút nhớ lại một chút liền đã biết đến rồi sau lưng nàng nhân là ai. Hắc ưng nghe thấy chủ nhân thanh âm, nhất thời hưng phấn mà hướng tới mặt sau chủ nhân mảnh xem, rõ ràng muốn hướng hắn cầu cứu. Nguyên tố thần đế ngượng ngùng, ta bề bộn nhiều việc, thất bồi. Trải qua một đêm kia sau, nàng cũng không muốn cùng hắn có gì cùng xuất hiện, dù sao nàng cũng sẽ không thể để ý kia một trương mỏng manh màng trinh, ở hiện đại thời điểm chuyện tình một đêm còn nhiều mà nam cung nặc nhi nói xong bước ra bước chân cấp tốc rời đi cô nương người bắt của ta hắc ưng mời ngươi dơ cao đánh khẽ cấp cái mặt mũi thả nó đi này con hắc ưng đi theo của hắn bên người đã có đã nhiều năm hiện tại muốn hắn xem nó bị người nắm lên hạ nồi hắn thật đúng luyến tiếc hắn không rõ nàng vì sao nghe thấy của hắn thanh âm bước đi thấy của nàng bước chân đi được nhanh như vậy hắn cũng không cam chịu thua theo đi lên này con hát ưng là ngươi dưỡng. Là nó tự động đến công kích của ta, ta chấn kinh dọa cần đôn nó đến bổ thân. Có thể dưỡng ra như vậy hát ưng đến, chắc hẳn nó chủ nhân cũng tốt không đi nơi nào, nghĩ đến hắn khả năng sẽ là cái loại này nhân, nam cung nặc nhi sắc mặt nhất thời trầm xuống dưới. Nếu cô nương là cần bổ thân lời nói, ta có thể cho nhân đưa tối trân quý nguyên liệu nấu ăn vội tới cô nương hưởng dụng, chỉ cầu cô nương thả sủng vật của ta này mặt kỳ quái xiêm y nữ tử là loại người nào. Hách liên giật thần sâu thẳm gần như nguy hiểm mâu quan sau lưng nàng di động tới, thông thường nữ tử đều sẽ đem bản thân toàn thân bao vây kín không kẻ hở, đương nhiên trừ bỏ thanh lâu cô nương, nàng xuất hiện tại Nam Cung Sơn Trang trong lĩnh vực hẳn là không là thanh lâu nữ tử. Không cần, hắc ưng trả lại cho ngươi là được, ngươi không cần lại đi theo ta. Cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt chính ở sau người đánh giá bản thân, Nam Cung Nạc Nhi biết hắn tuyệt đối không là người thường, bởi vì có thể bị Nam Cung Sơn Trang tôn sùng là thượng tân nhân nhất định thị phi phú tắc quý, nàng không muốn cùng hắn lại có gì dây dưa, cho nên nàng quyết định đem hắc ưng trả lại cho hắn, nàng luôn luôn đều không có quay đầu, liền ngay cả buông ra hắc ưng thời điểm, nàng cũng không có quay đầu. Chương 22 Thiêu thân lao đầu vào lửa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 22 Chương 22 Thiêu thân lao đầu vào lửa mới được đến tự do hắc ưng không đợi nam cung nạc nhi bắt nó trên chân hãng khăn kéo mở, nó liền thẩn cấp bay lên, kết quả kia hãng khăn theo sáng sớm gió nhẹ hướng phía sau thổi đi, hách liên giật thần theo bản năng đưa tay tiếp được kia một cái hãng khăn, mà liền trong lúc này, đột nhiên bay tới một cổ làm cho hắn mấy ngày nay đều vân khiên mộng anh mùi. Chẳng lẽ là nàng? Hách liên giật thần lợi hại con ngươi nhất thời bán mỹ lên, quay đầu hướng lưu lại ở hắn trên bờ vai hắc ưng đánh cái nhường nó rời đi ám chỉ kia hắc ưng thấy vậy tuy rằng không nghĩ rời đi nhưng là tiếp đến chủ nhân mệnh lệnh cũng chỉ muốn hậm hực hờn dỗi ly khai nam cung nặc nhi ở buông ra hắc ưng sau cũng sắp bước rời đi bởi vì lo lắng sẽ bị hắn nhận ra đến nàng khẩn trương liên thủ tâm đều thấm ra mồ hôi lạnh đang lúc nàng cho rằng hắn chưa cùng đi lên thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một trận bí mật mang theo nhất cổ khí phách mãnh liệt nam tính hơi thở đi theo một bàn tay khoác lên nàng bờ vai, phía sau lại truyền đến hắn trầm thấp có từ tính thanh âm. Cô nương chậm đã, chúng ta có phải không phải gặp qua? Ngươi nhận sai nhân, ta cũng chưa từng thấy ngươi, buông tay. Nam Cung nặc Nhi thấy hắn đưa tay đáp bản thân bả vai, mắt đẹp nhíu lại, cấp tốc đưa tay lôi kéo cánh tay hắn muốn cho hắn đến một cái quá kiên suất, nhưng là thân thể của nàng nhanh tay, của hắn thân thủ nhanh hơn nàng, nàng còn không có kéo thân thể hắn, Tay nàng cũng đã bị tay hắn bắt được. Ngươi thật sự chưa từng thấy ta sao? Chưa từng thấy ta cần gì phải luôn luôn đều đưa lưng về phía ta nói chuyện đâu? Hách liên giật thần đem của nàng hai tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng của hắn thân mình chậm rãi dính sát của nàng lưng, hắn thân ái cúi đầu gần sát của nàng tác dụng chậm, có chút mê muội cứu ở trên người nàng độc hữu mùi, không sai, chính là này cổ mùi ấm áp hơi thở theo của hắn tới gần dừng ở nàng lõa lồ ở bên ngoài da thịt thượng, làm cho nàng nhịn không được đánh một cái trùng mình. Hỗn mạng chi khách qua đường, đáng chết, ngươi đến cùng tưởng muốn làm gì? Buông ra ta. Của hắn tới gần nhường thân thể của nàng không hiểu sợ rung, một đêm kia triền miên đột nhiên thoát ra, nam cung nạc nhi sắc mặt nhất thời nhịn không được đỏ lên, nàng muốn dãy dụa đẩy ra hắn, nhưng là lúc này nàng mới biết được nguyên lai này nam nhân lực lượng cư nhiên như thế đại, nàng ở trong tay của hắn liền cùng tiểu bạch thố ở đại hôi lan trong tay không sai biệt lắm, trừ phi hắn buông tay, căn bản là không có nàng tránh thoát đường sống. Ta cũng thật muốn biết ta nghĩ muốn làm gì, ngươi có biết hay không, đêm hôm đó sau, ngươi biến mất vô tung, ta luôn luôn đều đang tìm ngươi. Trên người nàng mùi làm cho hắn mê muội từ tối hôm đó sau, hắn liền luôn luôn muốn sẽ tìm đến nàng, thật không ngờ đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, hắn tựa vào nàng non miệng trắng nõn trên cổ, nhịn không được dùng nóng trực cánh môi đi hôn nàng lạnh lẽo da thịt. Ngươi! Ngươi không cần sàng bậy, nhanh chút buông ra ta. Lúc hắn nóng trực hôn dừng ở bản thân da thịt thượng khi, nam cung nạc nhi nhất thời nhịn không được hung hăng đổ rút một mụn lãnh tức, hai mắt không dám tin sanh đại, thân thể hơi hơi run run. Ngươi vì sao muốn bất cáo nhi biệt? Ngươi cũng biết ta mỗi ngày đều muốn tái kiến ngươi nàng chính là lúc hắn là chuyện tình một đêm duyên đối tượng sao. Hách liên giật thần phản phất không có nghe thấy nàng nói dường như, chẳng những không có buông ra nàng ngược lại dùng sức túng thân thể của nàng tử đem nàng kéo vào trong lòng bản thân. Này phân biệt sao? Ta không nghĩ lại với ngươi có gì liên hệ, nếu ngươi là nam nhân lời nói liền buông ra ta, không cần khi dễ ta một cái nhược chất nữ lưu. Nam cung như đồng cứng ngắt lưng ở trong lòng hắn, mãnh liệt nam tính hơi thở nháy mắt đem nàng vây quanh, nàng trong đầu cảnh báo mạnh sao tỉnh, hắn là cái phi thường nguy hiểm nam nhân, nàng không thể cùng hắn nhất lên nhậm quan hệ như thế nào, bằng không kết quả là sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Chương 23 Càng không phải hẳn là buông ra ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 23 Chương 23 càng không phải hẳn là buông ra ngươi, liền bởi vì ta là nam nhân, cho nên mới càng không phải hẳn là buông ra ngươi, ngươi là nhược chất nữ tử sao. Tiểu yêu tinh Có thể như thế dễ dàng liền đem của hắn hắc ưng chế phục nữ nhân nàng là cái thứ nhất, nếu nàng như vậy đều xem như nhược chất nữ tử lời nói, như vậy trên đời này liền không có bao nhiêu cái cường giả, hách liên giật thần theo đuổi bản thân hơi thở xâm của nàng hô hấp, của hắn một bàn tay giam cầm của nàng thắt lưng, tay kia thì chưởng mềm nhẹ liền cùng lông chim mơn trớn của nàng da thịt bàn độ mạnh yếu chậm rãi trèo lên gương mặt nàng lại một lần nữa cảm thụ được cái loại này ti chất bàn xúc cảm của hắn thân mình giấu ở trong lòng hắn có vẻ đặc biệt bé bỏng hắn cúi đầu tựa vào của nàng bên tai ấm áp hơi thở ở của nàng trong lỗ tai tràn ngập ái muội dòng khí ngươi hạ lưu không cần bảo ta tiểu yêu tinh lúc hắn ấm áp bàn tay vuốt ve gương mặt nàng khi nàng muốn nghiêng đầu né tránh nhưng là bàn tay hắn lại phản phất như bóng với hình bàn, vô loạn nàng thế nào trốn đều trốn không thoát của hắn đụng chạm, chỉ có thể ảo não mở to một đôi mắt đẹp trừng mắt bàn tay hắn. Ta liền thích gọi ngươi tiểu yêu tinh, ngươi là nguyệt thần phái tới mê hoặc của ta tiểu yêu tinh, nếu ngươi thích đem ta đối với ngươi tình yêu nói thành là hạ lưu lời nói, ta sẽ không để ý. Hách Liên giật thần ở của nàng bên tai phát ra thấp thấp trầm trầm tiếng cười, phản phất lời của nàng rất thú vị dẫn phát rồi của hắn hứng thú đi ngươi gặp quỷ nguyệt thần ta căn bản là không biết ngươi liền ngay cả tên của ngươi đều còn không biết ngươi không muốn nói với ta buồn nôn như vậy lời nói được không được bọn họ thế này mới lần thứ hai gặp mặt đi hắn tự nhiên liền đem tình yêu bắt tại bên miệng không khó tưởng tượng này nam nhân nhất định là cái am hiểu dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân cảm tình kẻ lừa đảo nam cung nặc nhi thử lại một lần nữa dãy dụa tưởng tránh ra của hắn trói buộc nhưng là của hắn giam cầm ổn như thái sơn bàn, căn bản là không là của nàng lực lượng có thể đẩy ra, nàng chỉ có thể là ảo não buông tha cho. Chí tôn đan vương, ngươi muốn biết tên của ta trực tiếp hỏi ta không là đến nơi thôi, ta gọi hách liên giật thần, ngươi ngày sau đã kêu ta giật thần đi, tiểu yêu tinh, ngươi tên là gì? Hách liên giật thần chính là dùng một bàn tay liền dễ dàng chế trụ nàng, hách liên giật thần chính là dùng một bàn tay liền dễ dàng chế trụ nàng, hắn cố ý xuyên tạc lời của nàng, đem tên của bản thân nói cho nàng. Hách liên giật thần. Thật đúng có người họ hách liên A, thật sự là ít có dòng họ A. Nàng thế nào cảm thấy nàng đi đến trong thế giới này, tên của bọn họ toàn bộ đều là một ít hiếm thấy họ kép tổ hợp. Nam Cung Nạc Nhi khóe miệng hơi hơi kéo kéo nói. Hách liên là hách liên quốc quốc họ, ngươi không có nghe nói qua. Hách liên giật thần bởi vì lời của nàng mà cảm thấy ngạc nhiên, hách liên là hách liên quốc quốc họ, đây là khắp thiên hạ con dân đều hẳn là biết đến sự tình, liền tính nàng không có từng đọc thư, cũng hẳn là có này thường thức mới đúng, nữ nhân này thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái. Nga, nguyên lai là hách liên quốc quốc họ, ngượng ngùng, ta hiểu biết nông cạn. Nam Cung Nạc Nhi có chút ảo não, bản thân đến đến nơi đây sau, hẳn là hỏi nhiều hỏi cái này triều đại sự tình mới đúng, nàng hiện tại ở của hắn trước mặt thật giống như là cái ngay cả thường thức cũng đều không hiểu ngu ngốc dường như sau khi trở về, nàng nhất định bù lại thời đại này lịch sử không thể. Tiểu yêu tinh, tên của ngươi đâu? Ngươi còn không có nói với ta ngươi tên là gì, ngươi sáng sớm ngay tại Nam Cung Sơn Trang Hậu Viện Lý xuất hiện, ngươi có phải không phải Nam Cung Sơn Trang Lý Nhân? Nếu nàng là Nam Cung Sơn Trang Lý Nhân, hắn muốn mang nàng hồi vương phủ là nhất kiện dễ dàng sự tình, hách liên giật thần trầm thấp tiếp tục dụ dỗ nàng. Tên của ta. Ta gọi tàn mộng, ta là Nam Cung Sơn Trang Lý Nha Hoàng. Hắn là Nam Cung Sơn Trang khách quý, nhưng lại là cái có quốc họ nhân, thân phận của hắn nhất định phi phú tắc quý, nếu nàng nói cho hắn biết tên Nam Cung Nạp Nhi. Chương 24 Ngươi là tùy tiện như vậy nữ nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 24 Chương 24 Ngươi là tùy tiện như vậy nữ nhân như vậy nàng về sau liền càng thêm không dễ dàng bỏ ra hắn, nàng đem bản thân ở 21 thế kỷ sử dụng tên nói cho hắn, sau đó lại hư cấu một cái giả thân phận, nam cung sơn trang lớn như vậy, hơn nữa nha hoàng nhiều như vậy, hắn muốn đem nàng tìm ra chẳng phải nhất kiện thật chuyện dễ dàng, nam cung nặc nhi đáy mắt lý hiện lên một chút quỷ dị quan mang nói. Tàn mộng Ngươi thật là nam cung sơn trang lý nha hoàng sao? khí chất của nàng cùng vốn là không giống như là cái tỳ nữ, nàng là muốn lừa hắn sao. Hách liên giật thần kêu gợi môi mỏng ôm lấy một chút quỷ dị tươi cười, hoàn toàn không tin lời của nàng. Ngươi đã không tin của ta nói, vậy ngươi cần gì phải hỏi ta? Nam cung nạc nhi cười lạnh một tiếng nói, này nam nhân thế nào như vậy sâu sắc, làm cho nàng đánh trong lòng muốn trốn tránh hắn. Ngươi làm gì cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, nói như thế nào chúng ta đều làm qua một đêm vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi nói đúng không là? Của nàng tính tình thật là có đủ lãnh đạm, nhưng là hắn thích, hắn chính là thích nàng loại hình này nữ nhân, như vậy ngoạn đứng lên mới có hương vị, mới đủ kích thích, rất phục tùng nữ nhân mỹ vị, hách liên giật thần ngữ khí ngã ngớn nói. Khi chẳng qua là một đêm giao dịch, ngươi tình ta nguyện hổ không khất nợ, ta sẽ không để ở trong lòng, ta cũng hy vọng ngươi sẽ không keo kiệt luôn luôn nhớ kỹ đừng tưởng rằng cùng nàng từng có một đêm. Tình, nàng sẽ đối hắn thế nào, nam cung nạp nhi lạnh lùng nói. Ngươi là tùy tiện như vậy nữ nhân. Nàng nói một đêm giao dịch chọc giận hắn, không có nữ nhân có thể như thế kinh thị hắn, lá gan của nàng lượng không sai, thế nhưng là không thức thời chọc giận hắn, hách liên lạc thần dám đem thân thể của nàng tử vòng vo đi lại, làm cho nàng chính diện đối với bản thân. Ngươi cũng không phải của ta người nào, ta tùy tiện không theo liền quan khanh để sự. Đây là Nam Cung Nạc Nhi lần đầu tiên ở Thái Dương phía dưới thấy rõ hắn bộ dáng, ở nắng sớm chiếu rọi hạ, nàng phát hiện hắn thâm thúy trong đôi mắt cư nhiên phím một chút nhàn nhạt màu tím sáng bóng, ánh mắt hắn thật đặc biệt, có chút thần bí cảm giác, lộ ra một tia nguy hiểm, chính là bởi vì như vậy mà có vẻ càng thêm có mê người mị lực, của hắn ngay cả tuấn Mỹ đắc tượng không là chân nhân dường như, Nam Cung Nạc Nhi nhìn hắn kém chút liền thất thần kiều trì địch sĩ ni tiểu yêu tinh của ngươi lần đầu tiên là cho của ta ta đương nhiên sẽ đối ngươi phụ khởi trách nhiệm ta muốn mang ngươi trở về nhưng ngươi làm ta thiếp thị tối hôm đó hắn chỉ biết nàng rất đẹp của nàng kia một loại mỹ là tràn ngập giả tính cùng khiêu chiến là hắn theo nữ nhân khác trên người tìm không thấy quan là như thế này ôm nàng của hắn khát vọng liền nhịn không được đã vì nàng trướng nóng cái gì ngươi muốn ta làm của ngươi thiếp thị Nam Cung Nạc Nhi nghe vậy, của nàng kia một đôi xinh đẹp mị mâu nhất thời nhịn không được sanh lớn, tự hồ thật không ngờ hắn sẽ như vậy nói, của nàng lỗ tai có phải không phải xuất hiện vấn đề. Không sai, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, ngươi có biết hay không trên đời này có bao nhiêu thiếu nữ muốn trèo lên của ta giường khi ta thiếp thị, ta đều xem thường, nhưng là từ một đêm kia nhìn thấy ngươi sau, ta liền đối với ngươi nhớ mãi không quên, hiện tại lại bị ta gặp gỡ ngươi, nhất định là nguyệt thần an bày ngươi tới đến của ta bên người hầu hạ của ta, mê người tiểu yêu tinh, theo ta trở về, làm thiếp thị đi. Hách liên giật thần trầm thấp nói xong, phím màu tím sáng rọi con ngươi hiện lên một chút, hắn một tay nâng lên nàng lãnh diễm cuột cường khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu chậm rãi hôn lên nàng rung nhẹ nhẹ cánh môi. Hắn muốn nàng lúc hắn thiếp thị hầu hạ hắn, hắn cho rằng hắn là ai vậy a, à, cao hứng cái đầu a à hắn nói muốn nàng lúc hắn thiếp thị, nàng liền muốn làm sao? Nam Cung Nạc Nhi còn không kịp nghĩ nhiều, hắn Tuấn Mỹ làm cho người ta nhấc đuôi mù mâu khuôn mặt Tuấn Tú đột nhiên ở của nàng đồng tử bên trong phóng đại, đi theo hắn ấm áp môi hôn lên của nàng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn linh hoạt đầu lưỡi đã tham nhập của nàng đàn trong miệng. Chương 25 Không thích nàng đem hắn đẩy ra Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 25 Chương 25 không thích nàng đem hắn đẩy ra đáng giận xuống nam nhân ngày nào đó buổi tối nàng là vì trúng cái kia đáng chết mị dược nàng mới bất đắc dĩ hướng hắn cầu cứu nhưng là cũng không thể đại biểu ngày khác sau cũng có thể tùy ý khinh bạc nàng nam cung nặc nhi trợn mắt nhíu lại hướng tới của hắn đầu lưỡi hung hăng cắn đi xuống đã nhận ra nàng động tĩnh hách liên giật thần rất nhanh lui lại thế nhưng là chậm một bước bờ môi của hắn vẫn như cũ bị nàng cắn nát một đạo lỗ hổng đỏ sẫm máu tươi bên trong liền theo kia miệng vết thương bên trong chảy ra. Là ngươi trước kinh bạc của ta, ta sẽ không xin lỗi, hừ. Nam cung nặc nhi hơi hơi thở hào hển, xem đỏ sẫm tơ máu theo của hắn trên môi thấm ra, nàng một điểm đều không có cảm giác đến ấy nấy. Chật chật, ngươi thật sự bỏ được đem ta cắn như vậy đau quá. Hách liên giật thần vương đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút trên môi máu tươi, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút ngã ngớn ý cười, phản phất một điểm đều không quan tâm kia nhất chút tiểu thương khẩu. Hừ, ngươi cũng không phải của ta ai, ta vì sao muốn luyến tiếc, ngươi tốt nhất chạy nhanh buông ra ta, bằng không quá nặng thủ ta đều có thể hạ. Nam Cung Nạc Nhi lạnh lùng nhìn hắn vương đầu lưỡi đem trên môi máu tươi liếm đi hành động, không thể phủ nhận hắn này động tác thật sự thật gợi cảm mê người. Nhưng là thật đáng tiếc nàng chẳng phải cái dễ dàng bị nam nhân mê hoặc nữ nhân, liền tính hắn ở của nàng trước mặt làm ra càng kích thích sự tình, nàng như thường cũng sẽ không chút động lòng bởi vì nàng là lãnh huyết sát thủ ngươi thật sự là cái nhẫn tâm tiểu yêu tinh bất quá ngươi không biết ngươi càng là kháng cự nam nhân liền sẽ càng thêm khơi mào của hắn chinh phục khát vọng sao ngươi càng là như thế này ta đối với ngươi lại càng có hứng thú tiểu yêu tinh ta muốn định ngươi ngươi chính là nguyệt thần muốn đưa đến bên người ta nhân ta muốn mang ngươi trở về chỉ là một cái hôn có thể đủ khơi mào của hắn khát vọng đây là trước nay chưa có sự tình, vô luận phó ra cái gì đại giới, hắn đều phải mang nàng hồi vương phủ, hách liên giật thần ngữ khí sâu nặng đối nàng tuyên bố, hắn chẳng phải ở trưng cầu của nàng ý kiến, mà là nói cho nàng, hắn muốn làm như vậy, mà nàng không có nói không thể quyền lợi. Toàn năng học bá, hừ, tự cho là đúng heo đất, đi tìm chết đi. Nam cung nặc nhi mắt đẹp nhíu lại, Cắm ở hách liên giật thần hai chân trong lúc đó Ngọc chân đột nhiên lấy tôm lôi không kịp che tay chi thế khúc khởi đầu gối hướng lên trên hung hăng đỉnh đi, làm hách liên giật thần phát hiện nàng đột nhiên đánh lén muốn thối lui đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhanh chóng đưa tay đi chắn của nàng chân, ngay tại điện quan hỏa thạch trong lúc đó, hách liên giật thần bàn tay dừng ở nam cung nạc nhi trên đùi, bởi vì hắn lo lắng dùng quá lớn khí lực sẽ làm bị. Thương đến nàng, cho nên hắn cũng không có dùng rất lớn lực lượng nhưng mà hắn xem nhẹ nam cung nạc nhi khí lực, của nàng chân cũng không bởi vì hắn lực cản mà buông, vẫn như cũ hướng lên trên đá vào, làm cho hắn không thể không sử xuất nội lực bức lui của nàng chân. Lúc hắn hữu lực bàn tay dừng ở của nàng trên đùi khi, nam cung nạc nhi chỉ cảm thấy đùi chỗ truyền đến một trận đau nhức thân thể của nàng lung lay một chút, nếu không là hách liên giật thần đỡ của nàng thắt lưng, nàng sớm cũng đã ngã té trên mặt đất. Tiểu yêu tinh, làm sao ngươi dạng? xem sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên tái nhợt chỉ biết đùi nàng chỉ sợ là bị của hắn kia một chuẩn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là thật không ngờ nàng cư nhiên ngay cả hàng đô bất hàng một chút, nàng thật sự là cái quật cường đến không được nữ nhân. Ta không sao, không cần ngươi quản, buông ra ta. Trước kia chịu quá đau so này trọng 100 lần đều thử qua, nam cung nạc nhi sắc mặt đã đau đến tái nhợt vô cùng, của nàng mày gắt gao nhăn, ở trơn bóng giữa trán thượng chính thấm ra mỗi giọt mồ hôi lạnh, nhưng là bởi vậy tới chung nàng lại ngay cả cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, phần này nhẫn nại lực liền ngay cả thiết bong bong hán tử đều khó có thể địch nổi, hách liên giật thần khâm phục của nàng nghị lực, thế nhưng là không thích nàng đem hắn đẩy ra. Chương 26 Nàng bị thương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 26 Chương 26 Nàng bị thương của ngươi chân đã bị ta đánh cho gãy xương, cần phải lập tức trở về xem đại phu. Hách liên giật thần nói xong không để ý của nàng giải dụ ngồi chỗ cuối đêm nàng ôm lấy đến, sau đó cấp tốc hướng nam cung sơn trang lý đi đến. Ngươi buông ra ta, ta không cần ngươi ôm, phóng ta xuống dưới, có nghe hay không? Nam cung nặc nhi đưa tay níu chặt của hắn trước ngực vạt áo, hướng tới hắn tức giận nói, hắn cứ như vậy ôm nàng trở về lời nói, thân phận của nàng nhất định sẽ bị hắn biết đến, về sau nàng muốn bỏ qua một bên hắn liền càng thêm không dễ dàng. Ta nghĩ muốn làm việc, ai cũng không thể ngăn cản, người tốt nhất minh bạch điểm này. Của nàng đùi đều đã đau thành như vậy, nàng cư nhiên còn tưởng dãy dụ, chẳng lẽ nàng không có cảm giác đau sao? Nếu nàng thật sự không có cảm giác đau lời nói, như vậy sắc mặt của nàng vì sao biến như vậy tái nhợt, của nàng mày vì sao nhăn như vậy nhanh? Nhưng lại không ngừng mà lưu mồ hôi lạnh. Hách liên giật thần nhịn không được có chút tức giận nhìn chầm chầm nàng, thật sự là cái không biết tốt xấu nữ nhân. Chỉ cần chuyện không liên quan đến ta tình, ta sẽ không tưởng muốn ngăn cản của ngươi, nhưng là có liên quan ta tình, ta có quyền lợi nói không, nói ngươi là là tự đại trư, một điểm cũng chưa sai. Hắn yêu như thế nào liền như thế nào, chỉ cần không liên lụy đến thân thể của nàng đi lên là đến nơi, nam cung nặc nhi thanh âm so với hắn càng lạnh lùng ngươi có phải không phải nhất định phải theo ta đối nghịch? Ta là trư, ngươi chính là trư nữ nhân, ngày nào đó buổi tối, nàng không là đối hắn thật nhiệt tình thôi. Vì sao hừng đông sau, nàng đi thẳng một mạch, lại gặp nhau, nàng lại cùng hắn đối chọi gay gắt, đây rốt cuộc là vì sao? Hách liên giật thần phím màu tím sáng rọi con ngươi nhất thời nguy hiểm bán mị lên, không ai có thể như vậy đối hắn, cho dù là nàng cũng không được. Ta không là muốn cùng ngươi đối nghịch, ta không cái kia thời gian rỗi, ta không là của ngươi nữ nhân, ta càng thêm không muốn cùng ngươi có điều cùng xuất hiện. Ta không là muốn cùng ngươi đối nghịch, ta không cái kia thời gian rỗi, ta mới không phải của ngươi nữ nhân, ta càng thêm không muốn cùng ngươi có điều cùng xuất hiện. Nàng cũng không phải ăn no chống, nàng làm chi muốn cùng hắn đối nghịch. Nam Cung Nạc Nhi kinh thường nói. Kiều mang suy thét VSC huyết tộc khốc vương tử, hừ, thật xin lỗi, tiểu nữ nhân theo ngươi đem thân mình hiến cho của ta ngày nào đó buổi tối bắt đầu, chúng ta cũng đã nhất định cùng xuất hiện ở cùng nhau, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ không đối với ngươi buông tay. Hách liên lạc thần bị nàng kinh thường ngữ khí tức giận đến nhịn không được tưởng đưa tay tức chết hắn, hắn cũng không phải mảnh thú hồng thủy, cũng không phải bệnh độc gì đó, vì sao nàng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Ở thân thể của nàng thượng hắn lần đầu tiên kiến thức đến cái gì kêu thất bại mà hắn là cái không đồng ý chịu thua nam nhân hừ ta cũng không phải gốm sứ hoa nhi bị ngươi niết ở trong lòng bàn tay liền sẽ không chạy nam cung nạc nhi lạnh lùng hừ một tiếng khiêu khích dường như nói khi chúng ta liền chờ xem hắn nhận của nàng khiêu khích hách liên vương gia tam tiểu thư xảy ra chuyện gì liền trong lúc này nghênh diện đi tới hai gã nha hoàng bọn họ thấy hách liên giật thần ôm các nàng tam tiểu thư Nhất thời liền phát hoảng. Vương gia, nàng sớm liền đã biết đến rồi thân phận của hắn phi phàm, thế nhưng là thật không ngờ hắn nguyên lai like hắn là cái Vương gia, khó trách hắn hành vi lớn lối như vậy. Nam cung nặc nhi hơi hơi hiên mắt tà liếc hắn liếc mắt một cái, nàng bị thương, các ngươi chạy nhanh đi thỉnh tốt nhất đại phu đến. Hách liên dực thần ngay cả xem cũng chưa vừa thấy các nàng liếc mắt một cái, thẳng ôm nam cung nặc nhi theo bọn họ bên cạnh trải qua mang theo không tha nhân cự tuyệt uy nghiêm ngữ khí lạnh lùng phân phó. Là, vương gia. Khi hai vị tỳ nữ nghe thấy là nam cung nặc nhi bị thương, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ như vậy nếu như bị nhân thấy, khẳng định sẽ bị người nói nhảm. Thỉnh đại phu đến bổn vương trong phòng. Ngay tại kia hai gã tỳ nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Chương 27 Ngươi cho ta dừng tay. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 27 Chương 27 Ngươi cho ta dừng tay bên tai lại lại đột nhiên truyền đến một câu làm cho nàng nhóm nhịn không được kinh ngạc đổ trừ một ngụm lãnh tức lời nói. Trời ạ, à, liền tính tam tiểu thư bị thương, nàng không là hẳn là trở về bản thân phòng sao? Làm sao có thể đi vương gia phòng? Lúc này hữu hảo diễn nhìn quy, ngươi vì sao muốn mang ta đi phòng của ngươi? Ta muốn hồi bản thân phòng phóng ta xuống dưới. Có lầm hay không a? À, của nàng phòng liền tại đây cái nam cung sơn trang lý sao? hắn cư nhiên công nhiên đem nàng ôm vào trong phòng hắn. hắn là muốn chiêu cáo thiên hạ bọn họ từng có quá quan hệ sao? nơi này đã có rất nhiều người không thích nàng, không nghĩ lại nhận người đầu đề câu chuyện. nam cung nặc nhi nhất thời bị hắn tức giận đến muốn đánh người. chờ một chút ta liền tìm cơ hội hướng của ngươi tổ mẫu cầu hôn. chờ ngươi chân tốt lắm, ta liền mang ngươi hồi vương phủ. Ngươi không cần lo lắng của ngươi danh dự bị hao tổn." Hách Liên Dật thần sở nói căn bản là không có làm cho người ta đổi ý đường sống, phản phất lời hắn nói chính là thánh chỉ, người khác chỉ có vân theo phân, tuyệt đối không thể phản kháng. "Cái gì? Ta khi nào thì nói qua muốn cùng ngươi đi trở về? Ta không cần." Này tự đại heo đất, hắn cho rằng hắn là ai vậy a, à? hắn nói muốn nàng cùng hắn đi nàng liền muốn cùng hắn đi rồi sao? Nam Cung Nạc Nhi xanh lớn đôi mắt trừng mắt hắn lớn tiếng kháng. Nghị, có lẽ cổ đại nơi này nữ nhân cho rằng danh tiết rất trọng yếu, có thể trở thành hiện đại kiểu mới nữ tính mới không sẽ để ý. Ngươi cho là ngươi có nói không thể quyền lợi sao? Hách liên giật thần ôm nàng trở lại trong phòng của mình, không để ý của nàng giải dụ, dám đem nàng đặt ở bản thân trên giường, hắn cười nhạo nhìn nàng, tự hồ ở cười nhạo của nàng không biết tự lượng sức mình. Đáng giận, ngươi này không biết xấu hổ chiếm được đại cuồng, ta không cần ở trong phòng ngươi, ta phải đi về. Đáng giận nam nhân, liền tính hắn là vương gia thì thế nào? Hắn cho rằng nàng sẽ e ngại thân phận của hắn sao? Nam cung nặc nhi cười lạnh theo trên giường ngồi dậy, liền tính đùi nàng chặt đứt, nàng cũng không cần đi theo hắn nhất lên nhậm quan hệ như thế nào. 1855 nước Mỹ trùng tiểu yêu tinh, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến của ta nhẫn nại bằng không nàng tham nhân sẽ là ngươi đến lúc đó không phải hối hận này đáng chết nữ nhân đùi nàng đều đã bị hắn đánh cho gãy xương của nàng tỳ khí vẫn là như vậy cuộc, thật sự là một điểm đều không đáng yêu xem nàng dãy dụa suy nghĩ muốn rời giường hách liên giật thần ánh mắt nhất thời vẻ lo lắng lên khuôn mặt cũng buộc chặt tự hồ đang ở nhẫn nại cái gì hiện tại là ngươi nên vì nàng ta ngươi đã đem đùi ta đánh cho gãy xương ngươi còn muốn thế nào ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta muốn không đi mới sẽ hối hận, Nam Cung Nạc Nhi giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chống trên đùi đau đớn muốn đứng lên, nhưng là thân thể của nàng tử mới khởi động đến đột nhiên nhất cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng hướng nàng bờ vai thôi đến, lại đem nàng một lần nữa chàng ngã ở giường, thượng, nàng vừa mới hô một tiếng, hách liên lạc thần đột nhiên cuối người nhích lại gần, ngón tay thon dài đi tới quần áo của nàng vạt áo chỗ, đem quần áo của nàng xốc lên, xem ra là muốn thoát quần áo của nàng nếu ta không đem chân của ngươi áp chế đi lời nói ngươi là muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao tất cả những thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão trách không được hắn đáng chết ngươi tưởng muốn làm gì dừng tay ngươi cho ta dừng tay có nghe hay không xem hắn muốn thoát khai bản thân quần áo nam cung nạp nhi nhất thời nhịn không được hung hăng đổ rút một ngụm lãnh tức nàng chạy nhanh đưa tay đè lại bàn tay hắn không dám tin trừng mắt hắn này đáng chết nam nhân, hắn cư nhiên tưởng tha quần áo của nàng, thật sự là đáng giận. Hừ, ngươi không là rất muốn rời đi phòng ta sao? Nếu ta đem quần áo của ngươi đều thoát hết, ngươi vẫn là kiên trì phải rời khỏi lời nói, ta liền không ngăn cản ngươi. Thất liên giật thần bên môi lộ ra một chút âm hiểm phúc hắc cười lạnh, thủ hạ động tác lại cũng không có đình chỉ, tiếp tục tưởng thoát quần áo của nàng. Chương 28 Muốn ta nhận mệnh, mơ tưởng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 28. Chương 28. Muốn ta nhận mệnh, mơ tưởng nhưng là đồ của nàng rất là kỳ quái, này quần áo đến cùng là muốn thế nào thoát? Ngươi, ngươi này hạ lưu vô sĩ xuống nam nhân, người giả mang, dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Gặp qua vô sĩ nam nhân, nhưng là giống như vậy vô sĩ nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm sao có thể đem quần áo của nàng thoát trống trơn đến hạn chế của nàng tự do. Nam Cung Nạc Nhi tức giận đến trong mắt đều nhanh muốn nổ mạnh, nếu nàng giờ phút này trong tay có súng lời nói, nàng nhất định sẽ không do dự, lập tức đưa trái tim hắn nhất viên đạn, làm cho hắn đi theo Diêm La Vương làm bạn. Ngươi đây là cái gì quần áo a? thật sự là nan thoát, quên đi, trực tiếp tê điệu tốt lắm. Hách liên giật thần nghiên cứu nửa ngày không biết quần áo của nàng thế nào cởi, rõ ràng muốn lấy tay xé mở, ngay tại hắn muốn đem quần áo của nàng tê điệu thời điểm, bên tai truyền đến Nam Cung Nạc Nhi không cam lòng cầu xin tha thứ. Không cần, không cần tê lạng quần áo của ta, xin nhờ, không cần. Nam Cung Nạc Nhi biết hắn chẳng phải đùa, hắn thật sự sẽ đem trên người nàng quần áo tê lạng, nàng chạy nhanh lấy tay nắm bờ vai của hắn, liễm hạ mau muốn phun lửa mắt đẹp, tâm không cam không nguyện ăn nói khép nép nói vậy ngươi còn muốn cầu rời đi phòng này sao? Xem nàng ăn nói khép nếp năng nỉ bản thân đáng thương bộ dáng, hách liên giật thần trong đôi mắt hiện lên một chút không dễ phát hiện thương tiếc sáng rọi, nhưng là khóe miệng lại ôm lấy một chút đùa cực ý cười nhìn nàng, phản phất ở đùa cực nàng, nàng căn bản là đấu không lại hắn dường như. Ta sẽ ở tại chỗ này, như vậy ngươi vừa lòng thôi. Đáng giận số nam nhân, hạ lưu vô sĩ kim tiện hắn là tốt rồi hảo cầu nguyện không cần có một ngày đưa tại trong tay nàng bằng không nàng nhất định sẽ trả vốn lẫn lời về phía hắn đòi lại đến nam cung nặc nhi dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn hắn hảo hảo nhớ kỹ nếu ngươi khẳng ngoan ngoãn ngốc ở trong này lời nói ta lại làm sao có thể đối với ngươi thô lỗ như vậy đâu ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi đi theo ta có cái gì không tốt ta sẽ đối với ngươi tốt lắm ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi Hách liên giật thần ở bên giường ngồi xuống, vương dày bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng hơi ngại tái nhật khuôn mặt, thấy nàng rốt cục khuất phục bản thân, tâm tình cực tốt. Phúc Hắc tướng công thiên tài nương tử, ta cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn thuộc loại bản thân tự do. Liền tính hắn có thể cho nàng khắp thiên hạ thì thế nào? Hắn cũng không phải nàng, hắn làm sao có thể biết nàng muốn là cái gì đâu. Trên miệng nói được dễ nghe không khó xử nàng, nhưng là trên thực tế lại khắp nơi khó xử nàng, này tâm khẩu bất nhất nam nhân, nàng thật sự rất muốn một đao thống tử hắn, nam cung nặc nhi xem thường ngoan vừa nói. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Từ tối hôm đó gặp ta bắt đầu, ngươi cũng đã nhất định là thuộc loại của ta, ta nghĩ ngươi tốt nhất nhận mệnh một điểm, không cần lại làm ra cái gì đa dạng đến, bằng không chịu thiệt chính là ngươi bản thân. Hắn muốn nữ nhân chưa từng có thử qua thất thủ, đã hắn đã nhận định nàng, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, hách liên giật thần đưa tay nâng lên của nàng cầm, phím tử quan đôi mắt thật sâu nhìn nàng, thật giống như là muốn nhìn thấu linh hồn của nàng thông thường, hắn có thể cho nàng tương đương tự do, nhưng là kia phải ở của hắn bên người. Muốn ta nhận mệnh, mơ tưởng. Nam cung nặc nhi một chữ một chữ theo trong miệng cắn xuất ra, đầy đủ nói cho hắn biết, nàng là cái tuyệt đối sẽ không nhận mệnh nhân, nhưng lại là cái kiệt ngạo bất tuân nhân. Hắn muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời nói của hắn, Quả thực chính là nằm mơ. Có phải không phải mơ tưởng, rất nhanh sẽ biết, ngươi đã là Nam cung Sơn Trang Tam tiểu thư, như vậy ngươi gả nhập Vương phủ coi như là môn đương hộ đối, ta đã có một cái vị hôn thê, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi làm sườn phi, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chính vương phi nên có gì đó, ngươi đều có quyền được hưởng, như vậy ngươi hẳn là cảm thấy vừa lòng. Chương 29. Ngươi mộng tưởng hảo huyền làm hơn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 29 Chương 29 Ngươi mộng tưởng hảo huyền làm hơn hách liên giật thần cho rằng như vậy an bày đối nàng mà nói đã là tốt nhất Đừng nói sườn vương phi, liền tính chính là vương phủ một gã thiếp thị, đều bó lớn nữ nhân phát đến Thúi lắm, muốn cho ta đi làm của ngươi sườn phi, ngươi mộng tưởng hảo huyền làm được nhiều lắm là đi Nghe lời nói của hắn thật giống như là hắn vì của nàng làm chuyện như vậy là hắn ban ân cho nàng dường như, xin nhờ, nàng cũng không phải không ai muốn, nàng làm chi muốn ủy khuất bản thân đi làm tiểu nhân. Này nam nhân thật sự là buồn cười đến không được, vẫn là cổ đại nam nhân đều giống hắn như vậy tự cho là đúng. Nam cung nạc nhi cười nhạt nói. Ta cho ngươi được hưởng cùng chính vương phi ngang nhau quyền lợi, ngươi còn không vừa lòng, tiểu yêu tinh, ngươi không khỏi rất lòng tham khách liên lạc thần cho rằng nàng là chưa thỏa mãn cho sườn phi danh phận mỗi đầu không khỏi nhíu lại nàng không giống như là cái lòng tham nữ tử nha xin nhờ ngươi đừng tưởng rằng trên đời này nữ nhân đều hận không thể đi nhập của ngươi vương phủ được không được nghe thấy hắn như vậy nói nam cung nặc nhi nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to hắn thật đúng cho rằng nàng hiếm lạ lúc hắn vương phi a à, đừng cười điệu của nàng răng hàm chỉ bằng ngươi những lời này ta cưới định ngươi ha ha Hách liên giật thần nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận trầm thấp hùng hậu tiếng cười, thật giống như là phát hiện cái gì côi bảo dường như, hắn có dự cảm có nữ nhân này ở của hắn bên người, hắn về sau ngày nhất định sẽ không thật nhàm chán, lúc này đây tới nơi này xem như nhặt được bảo bối. Nhàm chán Xem hắn cười đến lớn lối như vậy, nam cung nạc nhi chính là lạnh lùng hột ra hai chữ, hắn muốn cưới lão bà liền cưới người khác đi, nàng một điểm hứng thú đều không có ở của nàng trong quan niệm cũng không có cái gọi là chu nữ tình kết nàng sớm cũng đã chuẩn bị tốt tùy thời hy sinh bản thân liền tính hắn là của nàng đến một người nam nhân ở nàng trong cảm nhận cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng hơn nữa nàng khi nào thì rời đi thế giới này còn không biết đâu đến lúc đó kết quả là cái gì đều là công giả tràng trọng sinh tương lai chi bánh bao hệ thống nghe nói nam cung nặc nhi bị thương trừ bỏ không làm kinh động lão phu nhân ở ngoài Nam Cung gia những người khác đều vào được, bao gồm kia nói chuyện luôn chanh chua nhị nương, đối nàng có không hiểu địch ý nhị tỷ, còn có đối nàng có kỳ quái cảm tình đại ca, nhưng là cái kia luôn tránh ở bản thân trong viện nhị thúc lại thủy chung đều không có xuất hiện quá. Tiểu muội nghe hạ nhân nói ngươi bị thương, ngươi em đẹp làm sao có thể bị thương. Nam Cung hút đáng vừa mới bước vào phòng liền khẩn cấp truy vấn nàng bị thương sự tình, trên mặt toàn là một mảnh lo lắng vẻ mặt đại ca không cần lo lắng, ta chỉ là hôm nay đi chạy bộ thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống, tân mệt vừa khéo đụng tới ở phụ cận luyện kiếm hách liên công tử, là hắn ông ta tới nơi này. Nam Cung Nạc Nhi cũng không có đem là hách liên giật thần làm thương nàng sự tình nói ra, chính là nhàn nhạt xả một cái nói dối. Hách liên giật thần nghe xong lời của nàng, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn phát hiện cái cô gái này thật sự là không đơn giản, nói dối ngay cả ánh mắt đều sẽ không trắc một chút, Nguyên lai like là như vậy, vương gia, cảm ơn ngươi kịp thời phát hiện tiểu muội bị thương, nhưng là nơi này là phòng của ngươi, tiểu muội phòng ngay tại không xa sân bên trong, tiểu muội không tiện quấy rầy ngươi, ta đây liền đem nàng ôm trở về." Nam cung Húc đáng nghe thấy là Hách Liên giật thần đem nàng ôm tới nơi này, sắc mặt của hắn nhất thời biến sắc, hắn vợ con muội vẫn là hoa cúc khuê nữ, làm sao có thể nhường một đại nam nhân ôm vào trong phòng hắn, sự việc này nếu truyền ra đi, của nàng mặt mũi muốn hướng nơi nào bãi. Nhưng là ngại cho hắn là vương gia thân phận, hắn lại không thể đắc tội hắn, chỉ có thể mặt trầm xuống đối hách liên giật thần giả bộ khách khí nói. Không cần khách khí, là ta muốn cho nàng ở tại chỗ này. Ngay tại bọn họ vào thời điểm, hách liên giật thần trên mặt biểu cảm đã liễm đi, thừa lại chính là bất cận nhân tình lạnh lùng. Chương 30 Ngươi thật sự là yêu nói đùa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 30 Chương 30 Ngươi thật sự là yêu nói đùa, vương gia, như vậy tự hồ không tốt lắm đâu, sự việc này nếu mặc đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ hội đối tiểu muội danh dự có tổn hại. Nam Cung Húc đáng nghe vậy nhất thời cảm thấy khiếp sợ vô cùng, lập tức sắc mặt của hắn cũng trở nên không tốt lắm nói. Đúng vậy, vương gia, nặc nhi nàng còn khuê nữ, nàng nếu ở lại trong phòng ngươi lời nói, chỉ sợ ngày sau sẽ rất khó tìm nhà chồng. Nam Cung Thiến Nhi vẻ mặt có chút kích động phản đối. A nha, vương gia, nhà chúng ta nặc nhi hiện tại bị thương, cần hạ nhân chiếu cố, nếu ngươi là ngại buồn lời nói có thể tìm chúng ta gia Thiến Nhi đùa, về phần nặc nhi, khiến cho nàng hồi trong phòng của mình hảo hảo tĩnh dưỡng đi, hút đáng, còn không đem ngươi tiểu muội ôm hồi bản thân phòng đi. Nghe hách liên giật thần ngữ khí, hắn tự hồ là đối nặc nhi thật có hứng thú bộ dáng, này không thể được, vương gia khối này thịt béo là của nàng thân sinh nữ nhi, nàng tuyệt đối không thể bị đáng chết thừa loại phá hủy nàng nữ nhi hảo sự." Hạo Nguyệt Liên Ti nói xong hướng tới Nam Cung Húc đáng đánh một cái ánh mắt. "Đúng vậy, nếu vương gia cảm thấy buồn, có thể tìm ta nhị muội, về phần tiểu muội, ta liền trước ôm nàng hồi chính nàng phòng đi." Nam Cung Húc đáng nói xong mới tưởng muốn tiến lên đi đem Nam Cung Nặc Nhi ôm đi nhưng là hắn còn không có đi đến bên giường cũng đã bị hách liên giật thần thân ảnh chặn. Hiển nhiên các ngươi là không có nghe minh bạch bổn vương ý tứ, bổn vương đã quyết định muốn nạp nạp nhi vì sườn phi, chờ của nàng chân thương tốt lắm sao, ta liền mang nàng hồi vương phủ, cho nên các ngươi không cần lo lắng của nàng thanh danh vấn đề. Hách liên giật thần xem bọn họ ngươi một câu ta một câu muốn đem nam cung nạp nhi mang đi, phím màu tím con ngươi vốn cũng đã đủ lạnh, giờ phút này càng là lạnh như băng vài phân, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái gì? Vương gia, ngươi muốn nạp tiểu muội vì sườn phi. Đầu một cái phục hồi tinh thần lại nam cung hút đáng, không dám tin trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ, bọn họ là khi nào thì tốt hơn. Hắn thế nào một điểm đều không biết chuyện. Tuấn Mỹ thất thiếu nam cung thiến nghi nghe thấy hắn muốn nạp nặc nhi vì sườn phi, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, tự hồ có chút khó lấy nhận cái sự thật này. Vương gia, kỳ thực nặc nhi nàng tuổi còn nhỏ nàng còn không hiểu được thế nào hầu hạ nhân ngươi nếu cưới nàng trở về chỉ sợ hội hầu hạ không chu toàn không bằng ngươi tiên thảo lo một chút nhà chúng ta thiến nhi nàng tương đối dịu ngoan biết chuyện nhưng lại thật hội hầu hạ nhân hạo nguyệt liên ti trước mặt nhiều người như vậy mặc đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên bản thân nữ nhi đến đây hừ luôn luôn đứng ở trên giường mắt lạnh xem bọn họ nam cung nặc nhi nghe xong hạo nguyệt liên ti lời nói nhất thời nhịn không được cảm thấy buồn cười cực kỳ, nào có làm mẫu thân như vậy đẩy mạnh tiêu thụ bản thân nữ nhi, xem ra nàng rất muốn đặt lên này vương gia đâu, đáng tiếc nàng nhìn xuất ra, này tự cao tự đại vương gia đối nàng thân sinh nữ nhi một điểm hứng thú đều không có, của nàng tính toán liền muốn thất bại, nghe nói nàng này nhị nương là nha hoàng xuất thân, khó trách nàng nói. Chuyện như thế không phong cách quý phái. Nam Cung Phu Nhân, có phải không phải bổn vương muốn cưới ai cũng muốn nghe thủ của ngươi ý kiến. Nam cung nặc nhi hừ lạnh kia một tiếng tuy rằng không lớn tiếng, thế nhưng là tinh tường rơi vào rồi hách liên giật thần trong lỗ tai, hắn dùng chân mày dư quan quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt của nàng có mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, khóe môi hắn nhịn không được hơi hơi trên đất dương một chút, nhưng là cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn nháy mắt, lập tức thay châm chọc cười lạnh đối với hạo nguyệt liên ti âm trầm hỏi, nam cung gia coi như là có uy tín danh dự nhà giàu nhân gia thế nào vị này nam cung phu nhân lại như thế không làm a nha vương gia ngươi thật sự là yêu nói đùa dân phụ làm sao dám cấp vương gia ý kiến dân phụ chính là cảm thấy nhà chúng ta thiến nhi so nặc nhi càng thêm thích hợp vương gia bất quá vương gia là muốn nặc nhi này điềm xấu nhân lời nói dân phụ là không dám có ý kiến